Anh em nào muốn làm giàu lên ngay còn cái nịt chấm mi, hệ thống chặn lẻ Momo tự động 24/7, nhiều mini game trả thưởng cực cao, đường link mình ghi dưới phần mô tả nha. Dâu dâu dâu, bà con sâu, chào mừng năm, chào anh em đã quay trở lại cùng với Amazee trong series bình luận PK lên server. Hôm nay là ngày 1 tháng 4 và cũng là đầu tháng đầu tiên nên các bạn nhìn thấy là mình đang ở server JIV nên là nó reset về danh sắt luôn nha anh em nhá. Và đây là nickname 99,9%. Và vẫn như mọi năm, vẫn như đầu tháng, vẫn như mọi tháng, đầu tháng, tháng trước nữa và tháng trước cách đây cả mấy tháng thì chúng ta vẫn đặt chỉ tiêu là tháng nào cũng phải lên tông sư. Còn lên được hay không thì chúng tôi không biết, đúng không? Chỉ tiêu thì ai chả phải đặt ra, nhưng mà có hoàn thành được chỉ tiêu hay không thì đó lại là một câu chuyện khác, đúng không? Nên chỉ tiêu chúng ta cứ đặt ra như thế đi. Đầu tháng à, được, đầu tháng thì nào nhỉ anh em nhỉ? Ra quay con mèo ấy, rồi lọc lá thì đã nhỉ? Đầu tháng thì ra quay con mèo tí cho nó lọc lá cái đã cho anh em nhá. Đầu tháng thì ra quay con mèo tí cho nó lọc lá đã. Ác này đang có 140 mấy ca kim cương nhỉ. Đang tích 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 tích. Đang có mấy cái Aclon nó rơi tầm khoảng 200-300 rồi anh em. Bây giờ tích lên đúng 1 triệu bắt đầu mới sâu hàng ra. Đúng không? Mục tiêu là cầm mấy cái ác 1 triệu kim cương xong mình nhìn cho nó thích anh em ạ. Xong rồi mỗi lần lấy bot vã cho 10k điểm. Úi trời ơi. Mẹ bot mới xem, có mà lấy thì có mà hàng xịn luôn nhỉ. Yeah, bot mới còn nào ra hàng vã 10k điểm. 10k điểm nó có mới có mất có 68.000. Và trong khi mỗi tháng kiếm đều đều 15.000, nghĩa là chỉ là chúng ta sẽ mất đâu đó tầm khoảng 50k, đúng không? Chúng ta sẽ mất đâu đó tầm khoảng 50k kim cương. Ô. Đúng không? Và chúng ta sẽ vỗ về đâu đó tầm khoảng không nó lag anh em. Ui 62.000, ổn phết đấy nhỉ. Rồi quay full mèo vã ngày lên 170k rồi anh em. 170k trong này như còn nhiều phết chứ nhỉ. Nó nhìn nhiều phết chứ. Vậy tài nguyên nó để thôi anh em. Tích tiểu thành đại, cứ vứt đề nó cho cái gì thì ăn cái đấy nhỉ anh em nhá. Hai cái hồn đủ khí cây elite nữa đâu ra nhỉ. Không có mạch hồn đủ khí cây elite rồi nhỉ. Kinh thần 177 177 đấy ạ. Hot cứ bỏ đi, chẳng quan tâm làm gì đâu anh em. Chiến thôi, đầu tháng nhá anh em nhá. Đầu tháng thì chắc là clip nó rất là nhẹ nhàng tình cảm thôi, đúng không? Đầu tháng thì cứ làm cái tầm khoảng WGST. Trận đấu này thì chúng ta nên quit luôn nó nhanh nhá anh em nhá. Đỡ mất thời gian đúng không? Đằng nào thì game đấu đầu tiên tất cả mọi người đều được công điểm như nhau. Game đấu đầu tiên đó là game đấu miễn phí mà anh em. Một là chúng ta sẽ quyết luôn, hai là chúng ta sẽ đánh xem như thế nào. Nếu mà hay thì chúng ta đánh, không thì thôi nha anh em nha. Không thì chúng ta quyết. Em bạn có kinh, em mình có solder với Trang. Sợ gì? Trời, solder với Trang thì các bạn lại hỏi chấm ngay. Solder với Trang thì bạn lại hỏi chấm ngay chứ có cái gì. Đúng anh em, solder với Trang thì thanh niên kia lại hỏi chấm ngay chứ làm gì dám ho he ở đây. Tí mẹ em ấy kinh leo nó vào nó chém thì bung đít ra chứ. Được, đánh thử cho anh em biết. Tú nó vừa vào đây à, lấy điện thoại. Đánh thử cho anh em biết nha. Rồi, biểu diễn nhẹ thôi đúng không? Rồi tiếng game tiếng khủng nhất kia chưa nhỉ? Bỏ mẹ. Thế mà có rồi mà. Này đi thanh niên này làm gì kịp cho Trang vào nhở. WRX STI nha các bạn nhá. Thế này làm gì kịp mang kinh vào anh nha. Đánh Trang là chả chết. Tí tên kinh thì mang gì nhở. Leo Solder mang vào tên 8 à. Đúng rồi anh em. Leo Solder mang vào tên 8 à. Leo Solder mang vào tận tương 8 rồi nha. Đúng không? Mang Leo Solder vào tương 8 thì rồi auto win luôn nha các bạn nha. Vì nó có chết được đâu mà chấp. Nếu mà Leo Solder vào tầm khoảng tương 8, tương 9 thì chấp hết tất cả các loại gió mùa. Mẹ mày mang Diamond đến đây, mang Eon đến đây, mang tất cả các thể loại đến đây luôn. Nha, cho nó nhanh nha anh em nha. Đúng không? Mang tất cả các thể loại đến đây cho nó nhanh. Quyền mẹ mất mình nữa, mang thêm một con nữa vào để chém chết con Kula này nó có phải đúng không? Tự nhiên ngu nhở. Còn đấy mình mang thêm một con nữa vào phải nó hợp không? Sai lầm đấy nhỉ.
kinh là hai phát đây à, thốn tận rốt, kinh là hai phát đấy, chán chết, chàng vẫn nhóc mùa ở đây nhỉ. Thì là hai phát đấy. Ừ đi cho đá hai phát đi. Cho đá hai phát đi nhá. Cho chàng gọi. Ui nhiều máu nha anh em nhé. Mang kinh vào và đá. Mẹ em ta mang leo su đờ và ta đứng để tụ cho hai nhịp thì có một kinh rời đúng không anh nhỉ, lúc đấy thì có một kinh rời. Tôi định quyết game đấu này cho nhanh nhưng mà thấy đối thủ nghe có vẻ cay cú nên chúng ta quyết chiến luôn với đối thủ ở game đấu đầu tiên nha anh em nhá, không có đóng bằng đến từ lẹo à, vẫn đá bằng được anh trang của tôi ạ. Thằng này láo thật. Kinh như thế nào nghe chừng yếu yếu nhỉ. Nói thế chứ các bạn vẫn khỏe lắm, nói thế chứ vẫn khỏe lắm, yếu đéo gì. Trang hồi quả nữa thì bố thằng nào chống được anh em, trang hồi thêm quả này nữa thì bố thằng nào chống được. Trang hồi thêm quả này nữa thì có bố thằng nào chống được anh em. Này này mẹ mày đốt cho thì con mà nhóc mùa ra chứ lão đúng không, lão mẹ lão quá, thằng này lão quá rồi, lão quá rồi nha bạn, chết được cái tội lão này mà, chết được cái tội lão này mà, lão quá rồi mà. Lão quá rồi, lão quá rồi. Tiếp của mình vẫn còn nhịp nữa nhở, mình quên mẹ mất. Đốt cho mày chết mẹ mày đi. Đốt cho mày chết, đốt cho mày chết, đốt cho mày chết đi. Ôi sổ, ôi nó đốt kìa anh em. Nó đốt kìa, nó đốt kìa, nó đốt kìa. Ghê thật. Giờ vẫn nhịp nữa mà. Nó đốt cho kìa, ui giỏi ôi nó đốt thế thì chơi bời cái gì nữa các bạn, người chơi hệ đốt đây à, người chơi à không phải đốt mà là nó là chảy máu anh em ạ, ui chứ còn kinh nó chảy máu kìa. Anh ra lì cái quả nữa à, được chém chết tao cho anh nhá, chém chết tao cho anh, chém chết tao cho anh. Vẫn thở được à, vẫn thở được à, vẫn thở được à. Mà dù kinh của server GIV rất mạnh nha anh em nha, kinh này là kinh tởm đấy, không phải là kinh kinh nguyệt giống như ở server khác đâu, kinh này rất ghê. Chiến thắng đầu tiên dành cho Amin gì, chúng ta sẽ cùng đến với game đấu số 2 đúng không, chả nhẽ lại game đấu đầu tiên đã thua, thắng cái cho nó oai đấy anh em. Game đấu số 2 Zacio và Zacio thổ à, thực ra nói thế nó là tên tiếng Việt cho anh em, chuẩn xác của nó là Orochi Zacio và Zacio nha anh em nhá. Rồi được rồi, lựa chọn Zacio đi. Lee Sang Fei cùng với đó là Hinato, vâng Hinato đi anh em nhá, Hinato. Miku. Và Gonit. Versailles cũng ngon nhưng mà Versailles vẫn khắc được nha anh em nhá, Gonit thì không khắc được. Ôi ôi, mẹ vừa khoe mang đại đế đến đây, game thứ hai nó mang đại đế đến luôn. Thôi hỏng tôi rồi. Vừa khoe mang đại đế đến đây thì game thứ hai nó mang đại đế đến luôn, thế này thì hỏng rồi. Vừa khoe mang đại đế đến đây thì nó mang đến luôn, thế này thì hỏng rồi. Ôi nhẹ thôi em ơi. Ôi ôi vẫn bị phản nhẹ, cày thế. Nhẹ nhàng thôi, chỗ anh em gió lốc. Chỗ anh em này thì hỏng rồi. Chỗ anh em này thì hỏng rồi. Ôi làm phát mất mẹ một nội tại Mari rồi. Này đánh đấm gì nữa đây? Này đánh đấm gì nữa đây? Quán đâu, tê liệt đâu, tê dại đâu ở Mari. Đứng thế này đại đế nó bật cho chết em ơi. Ôi trời ơi, đế vui đâu.
ơi là Gonit ơi. Ui rồi ôi, anh làm gì anh đâu, anh nào nhé, em chả làm gì anh đúng khổ là các bạn. Đại đế bên này nó vẫn là một cái gì đó nó khủng khiếp thật, đại đế bên này nó vẫn là một cái gì đó nó khủng khiếp thật anh nhỉ. Ai làm gì anh người ngợ nghe nhoét hết thế này, xịt chó xịt chủng này thì hỏng rồi, xịt chó xịt chủng này thì hỏng rồi. Đấy, mẹ là Gonit nó phải choáng nhiều vào, Mari cũng phải tê liệt nhiều vào, đúng không? Nhưng còn không thì không đỡ được anh em ạ. Nếu không thì không đỡ được. À, mẹ, để biết ai choáng ai kìa. Không biết là ai choáng ai anh em ạ, khổ thật. Không biết là ai choáng ai, không biết là ai choáng ai đây. Rồi ôi ơi, anh bật thế thì em đỡ thế nào được, anh bật thế thì em có đỡ bằng mắt à, em có đỡ bằng mắt à anh ơi. Đấy, nó phải hiệu ứng như thế thì mới cưỡng được, không hiệu ứng thì có cưỡng bằng mắt. Ra rồi. Choáng đâu. Đấy, vậy thế mới cưỡng được chứ. Ôi ôi, Mari khó sống rồi. À, nó lại choáng ạ. À. Khó chịu thế. Choáng đâu. Đấy, mới choáng mới cứu được. Choáng mới cứu được. Đấy. Nó lại cứu được cái chứ lệ. Đại đế chúng tôi mang đại đế lên đây. Bây giờ mới mang đại đế đây. Nào. Trời ơi, dằm ba con đại đế gặp em Minzy thì cũng phải nằm thôi. Mang đại đế đến đây. Trời ơi. Lời nguyện cầu đã được đáp ứng đến từ em Minzy để khẳng định do đẳng cấp của em Minzy nó khủng khiếp như thế nào. Chúng ta sẽ cùng đến với game đấu số 3. Dốc đi sao bét đến từ server bao nhiêu đó mình không kịp nhìn. Mr. Big cùng với đó là Single, hai sự lựa chọn đầu tiên. Miku một lần nữa quay trở lại với chúng ta sau khi game đấu đầu tiên em không được thể hiện quá nhiều. Hotaru và Elizabeth 11. Vâng, tất nhiên rồi. Cô bé tóc xanh này. Ủ nói nhớ bây giờ xem QQ. À xem US nó vừa ra Elizabeth luôn sang nha bạn. Này, nó ra sẽ nhiều nhanh thật. Elizabeth bên này nó vẫn còn cảm giác nó vẫn gần gần mới bị out meta. Chưa hẳn là đã bị out meta hẳn đâu nha các bạn. Nhưng mà nó vẫn khủng khiếp nha. Ôi ôi, bên kia có Yorick à. Đấy, bên kia có Yorick nhưng mà không hạt nhân. Có Yorick mà không hạt nhân thì cũng chỉ là muỗi thôi em ơi. Cười mà không có hạt nhân thì ai cứu cười đúng không? Ai cứu cười trong game đấu này khi mà cười không có hạt nhân ở đây? Cười nó chỉ mạnh khi mà có hạt nhân đi cùng thôi nha bạn. Ở đây thanh niên này không có hạt nhân nên là khả năng cao là không ổn lắm. À, tóc tài dài quá này nha. Đấy, sắp thành tóc. À, có hạt nhân luôn, có ít hạt nhân luôn. Nó không hút cho ít kìa. À, nó không liên hệ nên nó không, không không tính là hạt nhân nha anh em nhé. Đúng không? Nó không đủ hệ nên nó không tính là hạt nhân thì phải. Chứ nếu mà đủ hệ nó đã tính là con cây con cây yêu thích là hạt nhân rồi đúng không anh em? Đau. Đau. Đau đấy. À. Đau rồi đấy. Đau Elizabeth của anh rồi đấy. Elizabeth vẫn bị thu nhỏ, chứng tỏ con Init này mặc dù tư chất thấp nhưng mà vẫn hiệu ứng được lên con này anh em. À, con điếm này mày chó này hơi nhiều rồi đấy.
Choáng anh hơi nhiều rồi đấy. Choáng anh hơi nhiều rồi đấy. Choáng anh hơi nhiều rồi đấy. Mẹ thích anh hơi nhiều rồi đấy. Anh nhìn thấy từ CO212 này. Nháo nhê. Mẹ. Đội Ôi mẹ hai con kia đàm không thấy đâu nhỉ. À giờ nhớ ra con Hotaru của server Nhật này nó ưu tiên đánh con nhiều nộ đấy nha nha. Mẹ mày đào bao được Elizabeth một nhịp nó mày đã giỏi lắm rồi đấy. Ờ mày lại choáng nữa à mẹ thằng này. Đéo được rồi, thằng này đéo được rồi, đéo được rồi. Mày thì choáng nữa à. Đéo được rồi, con này giữ lại nha các bạn nhé. Tại sao giữ lại để cho con Hotaru nó còn đánh nha anh em nhá. Hotaru đánh nó còn nhiều nộ nhất. Đấy, thấy không? Nó phải tỉnh nha. Sao tôi cũng để một con nhiều nộ cho Hotaru đánh nhỏ nữa đi. Mẹ mày đừng nói Elizabeth lại chó phát nữa nhá. Bố lạ mày luôn đấy. Ờ, bây giờ lại mang một con nhiều nộ vào để nhử. Đấy, thế thôi, cuộc sống đơn giản rồi các bạn. Anh em thấy cuộc sống đơn giản không? Anh em thấy cuộc sống đơn giản không? Với tôi cuộc sống đơn giản không? Khi các bạn đã tìm hiểu được chất tướng nó kỹ càng rồi thì nó đơn giản vừa lời được thế thôi đấy, để con cho ở đấy thôi anh em, chả cần đánh chả làm gì, để nó cho vui đúng không, để cho nó đẹp mắt thôi chứ, để cho nó đẹp mắt thôi chứ cần gì phải hiểu, để cho nó đẹp mắt thôi chứ cần gì phải hiểu, để cho nó đẹp mắt là được. Thích họ tao đủ thích đánh vào đầu rồi đánh nhá. Đấy đúng không? Anh em tương bảy rồi, kéo trong tướng lên lần nữa anh em ạ. À. Tướng còn nữa lại mệt đấy nhá. Nó tướng nữa là vào là mệt đấy nhá. Họ tao đủ khỏe thế nhỉ? Tally của mình đéo thích choáng chứ còn choáng chuẩn gì nhở. Tally của mình không lấy hiệu ứng gì đâu ạ. Có khi nào tôi sắp thua không anh em? Ờ hình như mình thua tướng nói sao nhở, cười đi khỏe phết thế chứ đùa. Ờ, mẹ cơ yếu đi, nó khỏe phết đấy chứ anh em. Đùa à, ây da, đùa với cán bộ à. Đùa kìa anh em kìa, như trò đùa rồi đấy. Mẹ cơ yếu đi, tăng chất chứ nhỏ, bây giờ biết đấy. Đùa với cơ yếu đi anh em, mẹ. Má nó tanh khỏe thế nhở, vẫn KO thôi anh em. Ấy mẹ tí sai nha anh em nhở, mẹ nó bầm nó phang phập được hết cái đống kia kìa, dã man thật. 3-0 dành cho em mình gì, mình không nghĩ bản thân con cờ yờ đít mẹ mày tốt thế vậy, con cờ yờ đít nó lại có thể ngon đến như vậy nha anh em nhá, đúng không? Mình không nghĩ bản thân là con cờ yờ đít nó lại trâu đến như vậy, hơi bất ngờ ấy. Đúng không anh em, thật sự là hơi bất ngờ. Chúng ta cùng đến game đấu số 4 nào. Rất bất ngờ cho cái vị trí còn cờ Elite trong những tình huống tanh vừa rồi. Leo Mèo cùng với đó là Maraki. Leo Mèo đấy các bạn, Maraki chưa đủ tầm để hốc được Leo Mèo tình huống này. Ôi dồi ôi, đã còn sai Ki Elizabeth đấy. Nó lại còn sai Ski nữa chứ lì. Sai Ski. Đấy, mang hai anh em cho nó chắc nha anh em nhá. Mang hai anh em nó chắc. Bạn nào để rách máu ra bên kia nhở, đánh vào con ma kia nhở, nó còn sai kia nữa cơ mà. Hai nhìn cả nộ là giàu lắm. Dụ nó kiểu gì bây giờ nhở? Con Maraki không quan trọng bằng con Saiki rồi nhỉ. Giết được con Saiki thì chúng ta mới có cửa thẳng. Con Maraki nó quá bình thường rồi. Làm nào để vào cái nhịp để giết được con kia. Choáng nào, hai con này còn nào choáng à.
Không có nào choáng thật chị. Đây là cái nhịp mình giết được con Saiki nhỉ các bạn. Mẹ leo meo vào sợ lại đánh con vua Nico. Đấy. Nó đẩy lên thì được. Nó đang muốn sắp tao mình trong một nhịp nhưng mà. Mày muốn sắp đao trong một nhịp à? Leo meo đẩy bên. Leo meo đẩy đây, nó đánh con Saiki không nhỏ. Ồ, cứ an toàn đã, kèo này mình vẫn lo được cái này nữa các bạn nhé, xẹt vẫn lo được. Vĩnh biệt Saiki rồi. Vĩnh biệt Saiki rồi. Chắc chắn là Saiki chết rồi các bạn. Saiki tuôn đáo đối đã chết được thằng xẹt đấy. Với bản lĩnh ấy. Ôi ôi, xẹt vô địch thiên hạ nha anh em nhá. Xẹt một khi được bút thì không là vô địch thiên hạ. Dành cho anh em mà chưa biết thì xẹt vốn dĩ là vô địch thiên hạ rồi. Ôi rồi, dăm ba Saiki. Ôi rồi, dăm ba Saiki. Chết khỏa còn trả một đơn giết chết rồi. Xẹt nữa còn Saiki bởi gì các bạn. Thôi nhá, tạm biệt Saiki nhá. Mình gặp nhau đến đây thôi. Mình gặp nhau đến như vậy thôi nhá. Không phải là mơ. Không phải là mơ nhá, bạn nhá. Mình chỉ gặp nhau đến như vậy thôi. Thôi nhá, tạm biệt bạn nhá. Tạm biệt bạn nhá. Mình gặp nhau đến như vậy thôi nhá. Quang nhá, vâng ạ, Quang, vâng. Quang, quyết đến từ Quang và chiến thắng số 4 dành cho Amazing. Chúng ta sẽ cùng đến với game đấu số 5 nào. Đó là Zapper đến từ server 189 Single, cùng với đó là MGG. Hai sự lựa chọn mà các bạn được nhìn thấy ở trên màn hình rất ngon. Sự lựa chọn nào cũng mang đến cho chúng ta rất nhiều điều. Single với khả năng giảm nộ, MGG với khả năng gì nhỏ gây ám quẻ. Nói chung cũng hay đúng không? Hai thanh niên này rất khó lựa chọn. Billy và Leona, lựa chọn Leona đi. Chính ta là lựa chọn Billy hay hơn. Chúng ta đang mình đã nói với các bạn rất nhiều lần trong kèo đấu BO4 này, các bạn nên lựa chọn một con tank. Đấy, nếu mà có Billy đã ngon rồi. King, Metacool, bên mình có Leo Solder nữa. Ôi giời. Thế lại cất Leo Solder tầng 8, tầng 9 ra mà đấm nhau chứ. Mang Leo Solder ra thì sớm anh em đúng không? Mang Leo Solder ra làm gì sớm. Mang King ra thôi, Leo Solder tôi cứ rình rình tầng 8, tầng 9, tầng 10 tôi vào đấy. Cho tem bạn áp lực. Tạo khiên, hy vọng tạo khiên cho Billy với cả con kia. Chưa tạo khiên à? Chưa tạo khiên thì em lại khổ rồi. Chưa tạo khiên thì em lại khổ rồi. Mới chỉ có một đá mà thôi, rapper người Mỹ. Rapper người Mỹ đến từ server bao nhiêu đó đã quit rồi. Chúng ta sẽ cùng đến với game đấu thứ 6 và cũng là game đấu cuối cùng ở trong clip này. Đai năm và cả Diamond đấy anh em. Đai năm ở chính là phải đại để là nay 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 Mon chứ đúng không? Phải là Diamond để đai hai chứ đúng không? Diamond mà Monday ấy thì có nghĩa phải là đai hai chứ đúng không? Thanh niên đặt tên là đai năm sai, tên là đai hai thôi. Ui ôi, trên tôi quên còn bao kìa. Ui ôi, trên tôi hỏng rồi. Sion và Metacool. Metacool vẫn hơn như các bạn đúng không? Sion có gì? Lại leo Solder, bên này Maxima. Kìa. Maxima lại gặp con này chảy máu thì cũng ác đấy các bạn. Nên cứ từ từ đã xem tình hình như nào đã nhá. Chả vội. Để xem mang leo Solder vào sớm không đã. Chúng ta xem nó ấy, nó mang leo Solder vào sớm thì chúng ta chả vội làm cái gì. Đúng không? Đợi Maxima, đợi qua hai turn đã được tính nha anh em nhá. Mẹ nó chảy máu ghê lắm anh em ạ. Leo Solder không đùa được, chúng ta cứ nhẹ nhàng thôi. Để mang vào để nó chém mẹ mày chém chết à, nó túc tắc rồi nhỉ, cứ túc tắc rồi ấy, mẹ cứ túc tắc rồi nhỉ. Ui là muốn đánh được sừng sen rồi, chúng ta cứ túc tắc thôi đấy. Sau tường này rồi mang Maxima vào thì bố mày gõ cho mày lồi nhõm ra còn này. Ui ôi. Mẹ nó không được rồi. Mẹ nó không được rồi. Oyasumi nasai.
giết nó đã nhanh nhá nhá. Đam nhỏ bên này nhỉ. Không ổn rồi anh em ơi, không ổn rồi. Không ổn rồi. Mẹ đai năm này, đương nhiên đai năm này. Mình lại có má, có con nhân tay. Đâu có gì. Ủa ôi, Maxima đốt cho địch trốn trốn luôn rồi nè. Thì Maxima chết luôn đi. Đấy, mẹ tôi bảo rồi mà các bạn, kinh lắm mẹ. Loại đốt đùng này dã man lắm. Hai con còn lại ở đây không có con nào tác dụng gì, cáu thật. Hentai lại đánh thẳng vào đây. Ê, hỏng rồi, thua rồi. Đáng chuỗi 5 tháng thì chúng ta gặp ngay thanh niên đai năm này với con leo shoulder nó khó chịu không? Maxima này các bạn không sống nổi một nhịp. Kinh nhở, Maxima không sống nổi một nhịp được. Săn cái loại gì nhở, hiệu ứng người thật. Mình tưởng Maxima trên đầu biến nhở. Tưởng mắc ủi, ôi mỗi lần nó đốt kìa. Nghĩ nó chán không thì mỗi lần nó đốt kìa anh em. Mỗi lần nó đốt kìa anh em, nghĩ nản thật đấy. Mẹ, dốc máu luôn anh em. Đáng sợ đấy, mỗi lần nó đốt đấy. Nó thiếp thế nào anh em mình nhìn thấy này. Ui trời ơi, máu nó cứ tóe loè kia. Con men này cũng không lên được chiêu nhiều nhỉ. Khó chịu quá. Khó chịu quá anh em. Bong rồi. Chúng ta bong rồi. Nếu đồ chơi kia chơi bời thì anh em đỏ đi nhở. Mấy lần nhật nhì con Sion này cũng chết con kiểu đấy rồi. Nghe ta cool thì gặp leo shoulder thì cũng tắt nắng được các bạn. Đốt từ lúc thì cũng bom màu rồi. Đấy, đánh toàn kiểu đốt 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 thế thì bố thằng nào chịu yêu nổi. Không chống được đâu anh ạ. Nó còn nguyên nội tại Sion. Má nó lại còn giảm nộ với sai lấn nên nó mới khó chịu như nhỉ. Hôm nay để này lại sai à? Nếu làm gì được nó nhỉ? Nếu làm gì được nó? Không đủ sát lực như nhỉ? Thua rồi. Và hẹn gặp lại các bạn ở trong những clip tiếp theo. Chúng ta đã thua trận đấu số 6, tỷ số cuối cùng là 5-1 mà thôi. Không được như ý nguyện là 6-0 đúng không? Nhưng mà mục tiêu tháng mới của chúng ta vẫn đề ra là công sự nhá. Còn thực hiện được hay không thì các bạn sẽ cùng chờ đợi đến cuối tháng 4 này. Đúng là tháng 4 là ngày nói dối của anh mà. Không thể nào mà sai được. Bye bye và hẹn gặp lại anh em trong clip tiếp theo. Đừng quên ủng hộ dành cho Amin G ở 30 giờ, 11 giờ, 15 giờ và 19 giờ nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.